Okay, our next video tip or video lesson. Tiếp theo trong video trong series này. Is going to deal with those people who find in their downswing and standing up. Liên quan đến những người mà khi mà mình downswing, mình cảm thấy mình bị đứng lên. Obviously, the problem that creates it tends to make our swing go excessively to the right. Thứ nhất là nó sẽ khiến cho swing của mình bị sang phải quá nhiều. Tends to lead towards lots of block shots. Làm cho mình tạo ra rất nhiều cú đánh thẳng phải. If I roll my hands, và nếu mà mình lăn tay đóng mặt gậy thì nó sẽ tạo ra hook. So one of the ways in which we can eliminate that. Có một cái cách mà mình có thể làm để bỏ để không bị như vậy. To start by just lifting our heels off the ground. Mình bắt đầu với gót chân nhấc lên khi mà mình set up. As we make our backswing. Khi mà mình backswing. We're gonna plant our right heel so we can get that hip. Mình gót chân phải xuống để mình có thể mở hông phải về đằng sau. So that gets my right hip loading deep, touching that line. Mình có thể cho hông phải kéo sâu về đằng sau. As I start my downswing, và khi mà mình bắt đầu downswing, dập gót chân trái. So on the tips of my feet, balls of the feet. Đầu tiên cả hai chân trên mũi chân. Right heel. Dập gót chân phải, dập gót chân trái. If they watch that on the video, they'll see I'm really setting deep down my backswing. Trong video thì mình có thể nhìn thấy là back trong backswing hông phải của thầy kéo rất là sâu. Sitting deep in my downswing. Và khi mà đi qua hông trái của thầy kéo rất là sâu. So that's a great way for us to not stand up and extend. Một bài tập rất là tốt để cho mình không bị đứng lên và giãn người ra.